lần đầu tiên tôi gửi lời chúc sức khỏe thì đến cả thầy cô đang ngồi đây. Kết quả của bài toán này cô A 29.160 và cái cách làm của cô giáo ở miền trường 2A thì cách đấy là cho tôi đấy là cách nhanh nhất. Và xin chúc mừng cô đã đạt được câu thứ nhất. Đối với dạng toán này thì chúng ta cách nhanh nhất mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm như sau. Tức là chúng ta gọi số phần bình của câu A, gọi số phần bình có dạng là A, B, C, D và E. Thì khi đó, vì đầu tiên chúng ta thấy rằng là số lẻ nên chữ số là đơn vị phải là chữ số lẻ. Chữ số lẻ nên chúng ta có 5 chữ số lẻ, đúng không? Là 1, 3, 5, 7, 9, 5 số lẻ. Vậy thì E này có 5 cái chọn. Và tiếp theo chúng ta sẽ A thì sẽ có là 8 cái chọn vì không có chọn chữ số 0. Nên ta có 8 cái chọn. Còn B thì có thể chấp nhận chữ số 0 nên ta có 9 cái chọn. Và tương tự như thế, C cũng có 9 cái chọn và D có 9 cái chọn. Và chúng ta lấy 8 nhân với 9 nhân với 9 nhân với 9 và nhân với 5 thì chúng ta sẽ ra được kết quả là 29.160. Còn ở câu B thì gọi số phần bình thì có dạng là ABC. ABC thì vì số này chia hết cho cả 2 và 5 nên chắc chắn rằng C phải bằng 0. C có 0 nên có 1 cái chọn. Và tương tự như vậy,